nhằm phát động phong trào thi đua ôn lý thuyết luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn trong cán bộ công nhân, lựa chọn những công nhân giỏi có tay nghề cao tham gia cuộc thi thợ giỏi cấp tập đoàn. Vừa qua, Than Nam Mẫu đã tổ chức hội thi chọn thợ giỏi cấp công ty năm 2017. Hội thi thợ giỏi Than Nam Mẫu năm nay có 216 thí sinh đăng ký tham dự thi ở 3 nhóm nghề: khai thác than hầm lò, đào chống lò, sửa chữa cơ điện mỏ hầm lò. Các thí sinh tham gia dự thi đã trải qua phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi thực hành được công ty tổ chức trong 2 ngày tại hiện trường sản xuất của các đơn vị có thí sinh dự thi và xưởng sửa chữa cơ giới hóa tổng hợp dưới sự kiểm tra giám sát của ban giám khảo. Phần thi lý thuyết được tổ chức thi trong 1 ngày tại cơ quan công ty. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh, ban tổ chức đã hướng dẫn ôn luyện lý thuyết đối với các nghề dự thi. Các phòng ban liên quan đã biên soạn đề cương ôn thi sát với điều kiện thực tế, giúp cho các thí sinh nắm vững được những kiến thức ngành nghề được đào tạo. Kết quả đã có 6 thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi xuất sắc ở cả 3 nhóm nghề, 60 thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi, trong đó nghề khai thác có 36 thí sinh, nghề đào chống lò có 9 thí sinh, nghề sửa chữa cơ điện mỏ hầm lò có 13 thí sinh.